Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hương channel của mình. Hôm nay thì Hương có về quê các bạn. Hương sẽ giới thiệu đến các bạn một món ăn rất là quen thuộc. Đó là món vịt nấu cam. Vịt ở đây mình sẽ nấu cam. Món này hơi lạ nhưng mà cái vịt thì nó rất là quen thuộc với mình. Ở đây thì mình có nửa con vịt, cam, củ cà rốt, củ hành tây và gia vị để mình nêm. Ở đây tỏi và ớt. Mình thì chỉ nấu nửa con thôi các bạn, tại vì mình nấu vừa đủ ăn thôi, không nấu nhiều. Món vịt nấu cam thì chắc hơi lạ nhưng mà ăn rất là ngon nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình chặt vịt ra đặng mình ướp mình nấu các bạn. Và mình sẽ cắt ra chặt miếng vừa ăn thôi. Bây giờ vịt của mình đã chặt ra miếng vừa ăn. Bắt đầu giờ mình sẽ chuẩn bị đồ ướp, đang mình ướp. Bây giờ mình sẽ cắt gừng nha. Tỏi. Sau đó mình bầm nhuyễn ra, mình ướp. Cắt ớt luôn. Ít thôi để nó cay quá. Bây giờ mình bắt đầu mình ướp vịt. Cho vịt vô cái tô, sau đó mình bỏ tỏi ớt vô và gừng vô. Mình sẽ cho vào một muỗng muối. Một ít hạt nêm. Và 3 muỗng đường. Rồi mình trộn lên cho nó thấm gia vị đây khoảng chừng 15-20 phút đó, các bạn. Mình quên nữa, mình cho thêm chút xíu dầu điều vô nữa. Cho một muỗng cà phê dầu điều vô. Cho mình nấu nó lên màu nó sẽ đẹp. Trộn cho nó thấm. Rồi mình giờ mình để đây cho nó thấm đi các bạn. Giờ thời gian chờ đợi mình sẽ gọt củ cải. Mình sẽ lột củ hành luôn. Giờ mình sẽ bào vỏ cam luôn. Khi mình
cắt là mình dắt nó không bị the các bạn. Bây giờ mình gọt củ cải, củ hành, cam đã xong rồi. Bây giờ bắt đầu mình đi rửa. Bây giờ mình bắt đầu mình bật bếp lên mình nấu thôi các bạn. Bật cho sau mình nó nóng. Sau đó mình cho một xí dầu ăn vào. Đầu dầu nóng rồi mình sẽ cho tỏi vào mình phi. Mình phi cho nó vàng cái phần tỏi này lên các bạn. Nó vàng thơm thơm lên rồi, bắt đầu mình cho vịt vào mình xào cho nó săn. Mình xào cho nó săn xong rồi bắt đầu mình sẽ chặt vào đây một trái dừa xiêm. Mình nấu vịt với nước dừa xiêm trước. Bây giờ vịt của mình nó săn rồi, mình sẽ cho một trái nước dừa vào. Mình sẽ nấu cho nó sôi lên. Cho nó chín vịt này rồi mình sẽ dặn lửa riêu lên các bạn cho nó thấm. Giờ mình đậy nắp lại thôi. Bây giờ mình sẽ cắt cam ra đặng mình vắt lấy nước các bạn. Cam này nó chín vàng mọng nước luôn các bạn. Giờ mình bắt đầu mình vắt cam thôi. Giờ mình ra vắt nó ra đi rồi bắt đầu mình sẽ vớt cái hộp nó ra. Bây giờ mình vắt nước cốt cam đã xong rồi các bạn. Mình sẽ đi quay ngoại cảnh cái quê của mình cho các bạn xem trong thời gian mà mình chờ đợi vịt nó chín các bạn. Đây nè các bạn, đây là những chú vịt của nhà mình đây các bạn. Một con vịt trắng, một con vịt sọc, hai con vịt xiêm. Vịt nó cũng đã thấm mềm rồi các bạn. Mình sẽ bỏ cà rốt vào. Cho cà rốt nó chín thì mình sẽ bỏ cốt cam sau. Bây giờ mình sẽ xem củ cải mình nó chín chưa. Bắt đầu mình sẽ để nước cốt cam vào nha.
thơm quá thơm rồi các bạn ơi. Lấy lại cho nó sôi tí nữa. Giờ mình dễ ra mình hâm coi nó đã sắc chưa các bạn. Bây giờ mình sẽ cho củ hành tây vào. Mình sẽ tiến hành mình nếm nó các bạn. Nó vừa ăn rồi các bạn. Các bạn thích ăn ngọt thì nêm đường nhiều xíu, nhưng mà theo khẩu vị của mình thì nó vừa ăn rồi. Mình chờ tí xíu củ hành nó chín nữa là xong. Cái vịt nấu cam của mình nó lên màu vàng rất là đẹp các bạn. Mình thử miếng nữa. Nó chua chua thơm, cái mùi cam rất là ngon các bạn. Món này mình nghĩ chắc ăn với bún hoặc bánh mì bắt lắm các bạn. Nó không bị ngán, nó chua chua của cái mùi cam. Nó không có bị dầu mỡ như cái món vịt nấu la ru các bạn. Bây giờ món vịt nấu cam của mình cũng chín rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Món vịt nấu cam của mình đã chín rồi các bạn. Bây giờ mình đã múc ra đĩa và bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Món vịt nấu cam này thì ăn nó không có bị ngán các bạn. Nó thơm, cái mùi cam nó vàng đều cái miếng vịt rất là đẹp. Các bạn xem video, thấy thích video món vịt nấu cam của mình thì hãy cho mình một like. Và các bạn thương mình thì hãy cho mình một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để cho mọi người cùng biết đến cái món vịt nấu cam của mình. Thôi mình cũng xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video của tiếp theo. Xin chào các bạn nha.